Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung, Tiểu Viêm đã xuất hiện kịp thời giải cứu Hải Ba Đồng. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Gia Hình Thiền và Pháp Mã cũng nằm ngoài dự liệu. Bọn lão đoán rằng dã tâm của Vân Lam Tông e là không dễ thực hiện nữa. Gia Hình Thiền lập tức lật mặt, tỏ ý muốn đánh một trận với Vân Lam Tông và còn nhắc nhở Yêu Dạ tiếp xúc nhiều với Tiểu Viêm, phải để hắn có hảo cảm với đế quốc. Giờ bọn họ mới phái quân đi chỉ viện. Tuy ra tay muộn nhưng cũng xem như là cứu giúp trong lúc nước sôi lửa bỏng. Trở lại với Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc, phía Vân Lam Tông có 7 tên đấu vương, 2 tên đấu hoàng. Đội hình này đã vượt xa Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc. Bọn họ chỉ có duy nhất Hải Ba Đồng là đấu hoàng mà thôi. Đối với Tiểu Viêm thì đây là một phần lễ lớn, có thể triệt tiêu một mẻ rất nhiều sức mạnh của Vân Lam Tông. Hắn nhanh chóng hạ lệnh tấn công, mọi người đồng loạt lao lên tấn công 7 tên đấu vương, 2 tên đấu hoàng thì cho Tiểu Viêm xử lý. Bọn chúng ra lệnh cho đám đệ tử liều chết đánh một trận. Dù có liều tới người cuối cùng thì cũng phải để cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nát như tường. Tiểu Viêm thấy vậy lập tức lao xuống tấn công đám đệ tử, vừa kịp giải cứu cho Nhã Phi. Hành động này làm cho nàng ta vô cùng xúc động. Tiểu Viêm cũng không quên khen ngợi nàng ta và an ủi một phen. Sau đó mới tiến lại xem thương thế của Tiểu Đỉnh. Vì chúng độc nên đôi chân bị liệt, tay và đầu óc đều không sao. Bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt, nhưng ba anh em họ vẫn ở một chỗ hàn huyền. Kỳ lạ là cũng chẳng có bất cứ tên đệ tử Vân Lam Tông đến quấy rầy. Sau khi nói chuyện xong thì bọn chúng mới ồ ạt xông lên. Tiểu Viêm cũng không quên cảnh cáo bọn chúng lui về sau, nhưng không ai nghe lời. Thế là hắn đành phải sử dụng dị hỏa để dằn mặt. Uy lực của Vẫn Lạc Tầm Viêm bạo phát ra xung quanh khiến cả đám phải dừng lại. Nhưng Tiểu Viêm thì không dừng tay. Dị hỏa cứ như vậy quét qua quần địch, đốt bọn chúng thành tro bụi. Dù có trốn trong góc tường thì cũng không thoát khỏi cái chết. Điều này làm cho Nhã Phi và Tiêu Đỉnh bất ngờ vô cùng. Chỉ 3 năm thôi mà thực lực của Tiểu Viêm đã vượt ngoài dự định của bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không còn là thiếu niên biết nhân từ nương tài nữa. Đám đệ tử Vân Lam Tông còn sống hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho tắt nắng, con đường phía trước đã bị quân đội của Hoàng Thất chặn lại. Đứng đầu là Yêu Dạ công chúa. Sau khi bắt giữ đám đệ tử Vân Lam Tông, nàng ta liền chủ động chào hỏi Tiêu Viêm, nhưng hắn không đáp lời. Yêu Dạ cũng chủ động xin lỗi Nhã Phi vì sự chậm trễ này. Yêu Dạ vừa định thay mặt cho Gia Hình Thiền chào hỏi Tiêu Viêm thì bầu trời đã nổ ra động tĩnh lớn. Thế là Tiêu Viêm đành phải gác lại chuyện hàn huyền để qua đó xem thử. Lúc này, Hải Ba Đồng đang cùng với 2 tên cường giả đấu hoàng giao thủ kịch liệt. Tuy Hải Ba Đồng chiếm thế chủ động và liên tục bón hành cho đối thủ, nhưng mà đối phương lại quá nhanh nhẹn. Một tên nhanh trí vòng ra phía sau, định dùng kiếm đâm một lỗ vào người Hải Ba Đồng. Cũng may Tiêu Viêm kịp thời xuất hiện giải nguy. Sau đó, cả hai cùng nhau tấn công 2 tên trưởng lão. Ở những chiến tuyến khác, mặc dù đều là cảnh giới đấu vương, nhưng đối mặt với cường giả hắc sắc vực, sống cả đời trong hỗn loạn, cạnh tranh khốc liệt, thì đám người Vân Lam Tông hoàn toàn không có cửa. Lần lượt từng tên đấu vương bị giết chết. Tiểu Viêm cũng tranh thủ chém vài tên, vừa đánh vừa phẫn nộ. Hải Ba Đồng sử dụng đấu kỹ ngưng tụ ra 2 con rồng chặn đường 2 tên đấu hoàng, vây khốn bọn chúng. Trong tình thế nguy hiểm, bọn chúng liền uy hiếp. Nếu ông dám giết bọn hắn thì tông chủ chắc chắn sẽ huyết tẩy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Rõ ràng là bọn họ lần này đến đây là để huyết tẩy Mễ Đặc Nhĩ, vậy mà còn nói ra được mấy lời vô ích như vậy. Hải Ba Đồng đương nhiên không nương tay, nhưng đúng lúc này Tiểu Viêm đã lao tới đánh tan rồng băng của Hải Ba Đồng. Trong lúc ông ta đang thắc mắc thì hắn đã vung huyền trọng xích đánh tới tấp vào người 2 tên đấu hoàng. Hành động vừa rồi có lẽ là hắn muốn tự tay báo thù, tự tay giết chết bọn chúng cho hả giận. 2 tên đấu hoàng lập tức trở thành bào cát để cho hắn đánh đập và giết chết. Nhờ vào hồn bài ấn ký nên Vân Lam Tông biết 7 tên trưởng lão đã chết. Điều này làm cho những tên trưởng lão trong đại điện không tin nổi. Tổng cộng có tới 9 đấu vương, 2 đấu hoàng. Trong đế quốc còn có thế lực nào có thể nuốt nổi bọn họ cơ chứ? Bọn chúng đoán rằng không phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm. Bản nãy Tiểu Viêm bạo phát ra khí tức, lão và Vân Vận đều cảm nhận được. Vân Sơn cảm thấy hối hận vì năm đó đã không giải quyết triệt để. Giờ thì để lại mối họa, lần này nhất định phải chém tận giết tuyệt. Tên cường giả hồn điện thì cảm thấy lần này Tiểu Viêm trở về rất đúng lúc. Đỡ phải để hắn đi một chuyến hắc sắc vực tìm kiếm Tiêu Viêm. Hắn ta sẽ đối phó với linh hồn dược lão, còn Tiêu Viêm thì giao cho Vân Sơn đối phó. Sau khi 2 tên đấu hoàng bỏ mạng thì trận chiến cũng kết thúc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giành được chiến thắng. Tiêu Viêm lúc này mới có cơ hội để hỏi thăm Hải Ba Đồng. Đồng thời đưa cho ông viên đan dược lục phẩm mà năm xưa đã hứa sẽ luyện chế. Nó có thể giúp thực lực của ông khôi phục đến đỉnh phòng. Hải Ba Đồng vui mừng nhận lấy đan dược. Mọi người được mời vào bên trong bàn bạc. Theo Hải Ba Đồng dự đoán thì Vân Lam Tông ít nhất cũng có 3 vị đấu hoàng. Ông cũng biết bọn chúng còn có hỗ trợ đến từ bên ngoài.
Cho nên đây chính là nguyên nhân giúp chúng có đông đảo cường giả. Hải Bà Đồng vẫn rất e ngại Vân Sơn, Tiêu Viêm vội trấn an bằng cách gọi Mỹ Đô Toa ra mặt. Tử Nghiên cũng đi cùng với nàng ta, vừa mới đến Mễ Đặc Nhĩ thì cô bé đã lèn vào bảo khố trộm đi dược liệu. Tiêu Viêm buộc phải uy hiếp cô bé, còn tiếp tục ăn trộm thì sẽ trả về chỗ cũ. Tuy Mỹ Đô Toa có mắt ở đây, nhưng hắn biết cô nàng này rất khó bảo, vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn, cho nên hắn sẽ đối phó với Vân Sơn, còn Mỹ Đô Toa thì phải xem tâm trạng như thế nào đã. Đến đây thì nguồn lực đã lộ diện rồi, Hải Bà Đồng cũng tự tin hơn rất nhiều. Ông muốn tranh thủ mấy ngày sắp tới để liên hệ với Mộc Gia, Nạp Lan gia tộc, Luyện Dược Sư Công Hội và Hoàng Thất, cố gắng mời bọn họ liên thủ kháng địch. Như vậy, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn chút. Nội dung phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!